giật như vậy? Sao không? Trời ơi, tụi con chó em quá trời ơi. Mới lấy chồng mà chồng nó bán thân bất toại rồi. Bảy ơi, cái gì mà ấm sủng ngoài này vậy? Ra coi nè Bảy ơi, trời ơi, thằng quá nó bị tai biến rồi. Tai biến hả? Ủa con bị gì vậy? Con có bị sao đâu, tiện la làng lên vậy? Ủa cái gì vậy bà? Hồi nãy tôi thấy nó giật quá trời, nó giấu đó, nó giấu mình, nó sợ đó, nó à, sợ à, mình. Con làm vậy phải không? Đó thấy chưa? Nó bị lần hai rồi kìa, trời ơi, lần ba là nó đi luôn. Điện thoại đâu? Điện thoại nào? Rồi cấp cứu. Điện thoại bà đâu? Điện thoại bà đâu? Hằng ngày bà cầm cái điện thoại trên tay. Thì lúc cần thì không có. Mọi người. Máy với cô Sáu bình tĩnh. Con đang tập tạo nét. Nét gì? Ai biết nét gì? Lát đi mọi người sẽ hiểu. Bí mật. Thôi, đừng làm nữa. Ghê quá. Đuổi theo nó luôn vậy đó. Trời ơi, thì nó là làm cái gì vậy? Ai biết rồi, sao tôi thấy nó biến cái quá dị quá. Cái sao mà tôi hiểu được, trên đời có những cái nét mà tập cái gì mà bỗng tuốt vậy? Em mới về. Dạ. Má đâu rồi? Dạ. Hả? Yêu chồng không? Yêu chồng lắm yêu. Thấy chồng dễ thương không? Ồ, nóng quá. Thôi em để nóng quá, em đi tắm nha. Dạ. Thì ra là làm vậy để lấy lòng quý. Phản tác dụng, nhỏ sợ chạy mất dép. Tội nghiệp. Thứ, bất tài vô dụng. Nó cháo bà. Dạ. Mèo 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 mèo. Anh bỏ tay xuống. Anh làm gì thì... Nãy dưới phòng khách anh làm gì vậy? Thì anh làm giống như anh của ngày xưa đó. Lúc nào cũng đeo đũa và trân trọng em. Mèo 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 mèo. Thiệt chứ nào không biết nói với anh sao luôn á. Anh hiểu cái gì? Anh hiểu điều em muốn nói mà. Anh hiểu điều em muốn nói là sao mà anh làm vậy hả? Ừ. Thì có hết biết nói với anh sao? Em đi tắm. Trời ơi là trời.